Người ta sao tôi vậy? Theo khuynh hướng tự nhiên, có lẽ ai trong chúng ta cũng thích dựa theo đám đông để hành động. Chúng ta thử quan sát trong sự đi lại trong các thành phố, cũng như xe cộ, khách bộ hành cũng phải tuân theo đèn xanh, đèn đỏ. Những buổi chiều khi tan sở, người ta thường thấy các xe cộ nối đuôi nhau ở các ngã tư. Đối lại với một chuỗi dài của những xe cộ, người ta cũng thấy lố nhố cả một đoàn người đang chờ đèn xanh để qua đường. Quan sát cho kỹ, thỉnh thoảng người ta thấy một điều rất buồn cười nhưng cũng rất bình thường. Nếu có một người trong đám bộ hành này vội vàng vì công việc hoặc không đủ kiên nhẫn, đã lợi dụng lúc vắng xe để băng qua đường bất chấp đèn đỏ, thì lúc đó một số người trong đám đứng đợi cũng sẽ làm theo, nghĩa là cũng sẽ băng qua đường ngay giữa lúc đèn còn đỏ. Những người đi theo này có lẽ không nhìn thấy những dấu hiệu của luật lệ đi đường mà chỉ làm theo người khác. Đối với những người này, dấu hiệu để băng qua đường này không phải là đèn xanh mà là gương của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày cũng thế, nhiều người trong chúng ta có lẽ không hành động, không cư xử theo những dấu hiệu, theo những chỉ dẫn của chân lý, mà có lẽ theo gương kẻ khác nhiều hơn. Người ta làm sao, tôi làm vậy. Đó là lý luận thông thường của chúng ta. Như thế, người vượt đèn đỏ để băng qua đường chỉ làm một hành động cá nhân cho riêng mình, mà còn trở thành dấu hiệu để cho không biết bao nhiêu người làm theo. Không ai có thể tự phụ sống cho riêng mình mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người khác. Bằng lời nói hay hành động, tất cả mọi hành xử của chúng ta đều gây một chấn động nào đó với người khác. Một cách nào đó, chúng ta không sống như một hòn đảo mà là một dấu hiệu đối với người khác. Riêng với những môn đệ của Đức Kitô thì vai trò dấu hiệu ấy càng hiển nhiên hơn. Thực thế, Chúa Giêsu đã quả quyết: các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Ước gì cuộc sống chứng tá của bác ái, của nhẫn nhục, của tha thứ, của quảng đại, của phục vụ và của sự cần kiệm liêm chính mà người Kitô luôn phải thể hiện có sức trở thành dấu hiệu của chân lý, của sự sống. Và để trở thành dấu hiệu cho người khác, người Kitô cần phải luôn hướng nhìn về Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sống theo Ngài, cư xử theo Ngài, người Kitô cũng sẽ lôi cuốn nhiều người đến với Ngài.